Chào anh em, chào mừng anh em quay trở lại với channel của Duy Luân Dễ Thương. Hôm nay lại là một món đồ chơi mới nữa từ Roborock. Roborock là cái hãng mà mình hay xài Robo á. Thì bây giờ họ ra thêm một cái cây lau nhà. Thì ra cái món này nó đã được ra từ năm ngoái rồi, nhưng mà bây giờ thì Mi Việt Nam mới nhập được về và đưa cho mình mượn. Và mình rất là thích cái cây này, bởi vì á, nó có nhiều điểm cải tiến hơn so với những cái cây lau nhà mà mình từng giới thiệu cho các bạn coi. Thì cái cây Roborock Diaz này nó hay hơn chỗ nào á, mời các bạn xem trong cái video này ha. Khi mà các bạn nhìn vô con Roborock Diaz này á, là các bạn biết liền đây là cái đồ của Roborock, bởi vì nó có những cái điểm. Thứ nhất á, là nó làm cái tông màu trắng với đỏ, và thứ hai là độ hoàn thiện rất là tốt. Những cái chi tiết nè, những cái mối nối nè, hay là những cái đường, những cái nút nhấn nè, tất cả mọi thứ đều được hoàn thiện tốt hơn rất là nhiều so với lại Tinco, so với lại Dreamy mà mình từng sử dụng. Tất nhiên là cái giá của nó cũng cao hơn, nó nhỉnh hơn chút. Và cái điểm này không phải mới đây đâu các bạn. Từ lúc mà mình xài Roborock S5 là từ 2018, này nó còn nằm trong nhà mình nè, thì mình đã cảm thấy được là một cái sự khác biệt giữa Roborock so với lại những cái hãng khác cùng làm robot hút bụi. Tuy cùng là những hãng Trung Quốc, cùng là hệ sinh thái của Xiaomi, nhưng mà họ rất là khác nhau ở những điểm như vậy. Rồi, cái cây lau nhà của Roborock này nó còn hay ở chỗ là cái đầu của nó di chuyển rất là thoải mái. Các bạn đang xem trên video, các bạn cũng có thể thấy được là cái đầu của nó xoay được 360 độ. Những cái con máy lau nhà mà mình từng trên tay cho các bạn coi á, nó không làm được như vậy. Cái đầu của nó xoay không có được linh hoạt như là của Roborock. Và một cái điểm khác biệt lớn nữa là các bạn thấy á, của Roborock cái phần đầu này nó rất là to. Một điểm nữa mà cái cây lau nhà của Roborock nó khác biệt so với những hãng mà mình từng trên đây cho các bạn coi á, đó là cái phần đầu này nè, nó rất là to. Lý do nó to như vậy á, là bởi vì bên trong nó có tới 3 cái dẻ lau lần. Với những cái hãng như là Dreamy hay là Tinco á, thì họ chỉ có một cái cuộn dẻ duy nhất thôi. Trong khi Roborock thì họ trang bị 3 cuộn. Cái hệ thống chổi này á, bao gồm 3 cái, một cái lớn và hai cái nhỏ. Trong đó một cái lớn là nó xoay ngược chiều với lại hai cái nhỏ. Mục tiêu của Roborock khi mà làm cái hệ thống chổi như vậy á, thứ nhất á, là để bụi nó được hút vào, đặc biệt là cái bụi ở khu vực chân tường á, nó được hút vô dễ dàng hơn. Và thứ hai á, là nó mô phỏng lại cái động tác lau nhà của bạn. Bạn nhớ cái động tác lau nhà của bạn bình thường như thế nào? Đầu tiên là đẩy tới, rồi các bạn đẩy lùi đúng không? Thì bây giờ cái chổi này á, nó hoạt động giống như vậy, chỉ khác là bây giờ bạn đẩy tới một cái thôi thì nó đã giả lập luôn cả cái thao tác kéo lùi lại rồi. Thì như vậy cái việc dọn nhà của bạn nó sẽ tốn ít thời gian hơn. Mình muốn bổ sung thêm một ý nữa, đó là khi mà mình thử nghiệm cái máy này để mà mình dọn những cái bãi đổ nước nè, bãi đổ sốt, thì lúc mà mình đẩy cái Roborock Diaz qua thì nó cần ít số lần đẩy tới đẩy lui để dọn sạch hơn so với lại những cái máy của Tinco và những cái máy của Dreamy. Và nhắc lại một lần nữa là những cái máy đó thì nó cũng rẻ hơn so với lại con Roborock Diaz. Mình cảm thấy cái hệ thống ba chổi của Roborock Diaz thực sự là nó sẽ phát huy tác dụng ở những cái điểm như vậy. Tức là bạn sẽ tốn ít thời gian hơn trong cái việc dọn dẹp. Không chỉ dọn bình thường mà lúc các bạn lỡ làm đổ cái gì đó ra, dọn mà hát co thì các bạn cũng có thể quét nó rất là nhanh. Nhưng mà cũng phải nói cho ngay nha, có những cái vết bẩn mà nó bám chặt quá ở dưới sàn á, thì con Roborock Diaz này nó cũng không đẩy lên được đâu. Ví dụ như ở ngoài ban công của mình á, có những cái vết giày dép mà nó đã in đó khá là lâu rồi. Mình để quên cái dép ở ngoài đó 2 tuần thì tới bây giờ không có cách nào khác để mà mình tẩy được cái vết đó hết, trừ việc là mình phải đem cái máy phun áp lực ra mình phun thôi. Chứ mình lau bằng tay nó cũng không sạch nữa. Lau bằng con Roborock Diaz mặc dù có cái lực mạnh hơn cũng không sạch được luôn. Cái lực hút của máy lau sàn này là 13.000 Pascal. Để các bạn dễ so sánh thì bình thường những cái máy hút bụi mà Robo là nó vào khoảng 5.000 cho tới 6.000 là mạnh lắm rồi nha. Rồi những cái máy hút bụi cầm tay thì có những con lên được tới khoảng 20.000. Nhưng mà đó là cái chế độ turbo, cái chế độ mạnh nhất, và nó là cái cây chuyên hút, nó không có lau. Bên trong con Diaz á, nó còn có một cái cảm biến, nó sẽ tự động điều chỉnh lại cái lực hút khi mà các bạn dọn dẹp. Điều chỉnh là làm sao? Tức là tùy theo cái nồng độ bụi mà nó sẽ tăng mạnh lên hoặc là nó giảm nhẹ đi cái lực hút. Mục đích của chuyện này á, là để đảm bảo là sàn của các bạn vừa đủ sạch, trong khi nó tiết kiệm pin hơn. Nếu mà ở chế độ tiêu chuẩn là cái chế độ auto thì các bạn có thể dọn dẹp với cái cây này được trong 35 phút. Còn nếu như mà các bạn tăng ở chế độ max thì nó sẽ dọn được ít hơn, chắc chỉ khoảng 15 phút thôi. Và cũng giống như những cái cây lau nhà bằng máy của Tinco hay là của Dreamy, cái máy này nó cũng có khả năng tự động làm sạch cái dẻ của nó, bạn không có cần phải đụng tay vào. Khi mà các bạn đã dọn dẹp xong rồi thì các bạn sẽ đưa cái này về dock, lúc đó nó vừa sạc. Đồng thời là nó sẽ chạy một cái quá trình gọi là self-cleaning. Cái quá trình self-cleaning này là Roborock Diaz nó sẽ tự động giặt ba cái cuộn dẻ bên trong cho bạn. Bạn giao nhà xong rồi, bạn không cần phải đụng tay vô cái dẻ, không phải xả, không phải vắt, thậm chí còn không cần phải lấy nó ra. Bạn không cần phải xả, không cần phải vắt gì hết. Thì nó lại đơn giản thêm được một cái khâu trong cái chuyện dọn nhà của bạn. Và đồng thời cái việc giặt dẻ này nó còn giúp cho cái dẻ của các bạn nó không bị hôi nữa. Con Roborock Diaz này nó có thể dùng được với nước lau sàn nha. Và không nhất thiết là các bạn phải dùng với lại cái nước chuyên dụng của Roborock. Các bạn có thể dùng những cái nước lau sàn mà không tạo bọt, pha loãng nó ra, đổ vô cái bình nước sạch là xong.
nhớ là phải pha loãng và loại không có bọt nha. Các bạn dùng loại mà có bọt thì nó có thể bị hư những cái đường ống bên trong á. Cái chuyện tháo lắp và vệ sinh của con máy này thì chủ yếu nó tập trung ở hai chỗ thôi. Thứ nhất á, là với cái khay nước sạch thì khi nào nó hết thì các bạn châm thêm rồi các bạn gắn vào. Còn đối với lại cái bình nước dơ á, thì bên trong nó có một cái lưới nhỏ nữa. Cái lưới này nó sẽ giữ lại những cái rác cứng. Thì những cái rác cứng đó bạn bỏ thùng rác. Còn đối với lại cái chất lỏng thì các bạn đem vô bồn cầu hay gì đó các bạn xả xuống là xong. Ở phía sau lưng của con Roborock Diaz á, nó có một cái chân chống để khi mà các bạn di chuyển á, hoặc là các bạn đang cần để cái cây này á, thì các bạn có thể dựng nó xuống như thế này. Bản thân mình thì không khoái cái cách này lắm tại vì nó không có được tiện như con của Trimmy hay là Tinko á, thì mình chỉ cần dựng nó lên như thế này là xong. Tuy nhiên những con đó thì nó lại không có cái đầu xoay 360 độ, cho nên đó là một cái sự đánh đổi mà mình nghĩ là cũng ổn. Nó bất tiện ở chỗ là phải hơi cúi khom xuống để lấy thôi chứ không gì. Tức là khi mà bung ra nó như thế này nè các bạn. Rồi khi mà các bạn cần tiếp tục công việc thì làm tiếp thôi. Trọng lượng của con Roborock Diaz là 5kg. Nghe thì khá là nặng, nhưng mà thật ra khi các bạn bấm nút cho nó chạy á, thì nó có một cái lực kéo, nó tự động kéo tới rồi. Đẩy nó đi nhẹ thôi là nó sẽ tự động đi về phía trước. Bạn không cần dùng lực gì hết á. Bạn chỉ cần vịn nhẹ nó lại, giống như là bạn điều hướng nó đi đúng cái hướng mà bạn muốn. Cho nên là nếu bạn mua cái cây này về á, thì không chỉ anh em đàn ông con trai chúng ta có thể xài, mà chị em phụ nữ vẫn có thể xài dễ dàng. Người lớn tuổi vẫn có thể dùng nó một cách rất là dễ dàng. Mình muốn bổ sung thêm một cái nữa, đó là khi mà mình xài cái con Roborock Diaz này trong thực tế á, thì lúc mà mình dọn những cái bãi đổ nước nè, hoặc là dọn những cái rơi vụn bánh mì này nọ đó, hoặc là cái bãi đổ sốt chẳng hạn, thì lúc mà mình đẩy cái cây này qua thì nó hút vào và nó tốn ít cái số lần đẩy tới đẩy lui để dọn sạch được cái bãi đó ở dưới sàn gạch của mình. Cái máy này dùng được với lại sàn gạch và sàn gỗ luôn nha các bạn. Tình huống sử dụng của con Roborock Diaz này là như thế nào? Nếu như nhà bạn chưa có robot hút bụi thì các bạn hiểu quá rõ rồi, nó có thể vừa được hút bụi và nó lau nhà cho bạn luôn. Và đương nhiên là nó lau nhà sẽ sạch hơn những con robot hút bụi hiện nay. Nếu như nhà bạn đã có robot hút bụi rồi thì con robot nó sẽ làm nhiệm vụ dọn dẹp mỗi ngày, dọn dẹp trong những cái ngóc ngách rất là bí hiểm, ít khi nào mà bạn thủ công bạn chui vô. Còn Roborock Diaz thì nếu các bạn làm đổ cái gì đó ra sàn, các bạn làm rơi vãi cái gì đó thì các bạn cầm cái cây này ra các bạn xử lý. Hoặc là nếu các bạn cảm thấy là con robot nó lau nhà chưa sạch thì các bạn cũng có thể dùng cái cây này, các bạn đẩy thêm một lần nữa vào cuối ngày khi mà các bạn đi làm về cho nó sạch cũng được. Roborock Diaz hiện tại là đã bắt đầu bán ra với giá 11 triệu 9 rồi, thì tùy chương trình khuyến mãi gì đó thì có thể nó sẽ còn giảm thêm. Mình có để cái link mua của mivietnam.vn ở bên dưới á, mời các bạn ghé mua ha. Nếu mà bạn nào cần thì nhớ ủng hộ Mi Việt Nam. Và mình cũng muốn cảm ơn Mi Việt Nam đã cho mình mượn con Roborock Diaz này rất là sớm, rất là nhanh để mình có thể xài thử nè, và trên tay cũng như chia sẻ với các bạn trong cái video này. Rồi, các bạn có hỏi mình cái gì liên quan tới cái máy này hay không? Mời các bạn comment vào trong cái video ha. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.